Hello mọi người. Đấy, em cá nha mọi người. Cái độ hạn chế tắt ở đâu trời? Em cái nha mọi người ơi. Xong. Bà ba em về mấy bà. Bà ba em về được hơn 100 bộ mà đi sỉ hết trơn rồi mấy chị. Bà ba em về được ít nè. Mà đi sỉ. Cái đây chị tắt tám mươi đây em lên bà ba cho mấy chị. Bà ba em mới về được mấy trăm mà hết trơn rồi mấy mẹ ơi, còn có ba mươi mấy bộ. Bà My ơi, bữa chưa đặt hai bộ đấy. Sơn tiền hả? Hai bộ gì chị đẹp? Trời ơi em gái ơi. Lâu rồi mới gặp chị hả? Chị bán hoài luôn á. Chị sơn tiền có ai đẹp như chị không? Áo mà ba lụa không có đâu chơi. Chị đây, đây bà ba. Còn mấy chị sơn tiền thôi, chị đặt thêm mấy chị. Mẹ, không có mẹ. Đây, bà ba em về nguyên bộ bán cho mấy chị. Bán cho mấy chị 130 nghìn nè. Chưa điện còn giữ đây nè chị. Bà ba này em có size 3, size 4, size 5, size 6 nha mấy chị ơi. Từ 55 cho tới 75 kg nha. Đây nguyên bộ giùm em. Đó mẹ lấy đem rồi ba lấy đem con. Áo là áo thun von lưới nha mấy chị. Áo thun von lưới cổ tiên truyền thống nha. Quần thì phối với quần màu giùm em. Size 3 này bên em từ 55 đến 62 kg nha mọi người. Cái này 150 một bộ á. Hôm nay em bán giảm cho mấy chị còn có 130 hả mấy chị. Chia sẻ like giùm em nha. Chốt giùm em mã xanh này 130 nè. Mã xanh này em có số 3, số 4, số 5, số 6 luôn á mọi người. Vậy hả? Rồi chốt đơn giùm em ha. Mã xanh size 3, size 4, size 5, size 6, quần ống rộng nha mọi người. Quần ống 20 25. Ống quần của mình là 25 giùm em nha. Chốt đơn giùm em nè mấy chị ơi. Quần là một túi 130 một bộ. Bây giờ cái gì giật giá cái gì nó cũng lên hết mấy chị, không có còn giá mềm nữa đâu mấy bà ơi. Nguyên bộ giùm em, chốt giùm em mã này mã xanh 130 một bộ nha. Em có size 3, 4, 5, 6, em có size 1, 2 nữa mà khách lấy hết rồi mấy chị. Khách lựa hết rồi. Màu xanh nè, màu số 4 nè. Em có xanh cô ba nè mấy chị, 130 bộ nha. Đây
130 bộ, hai bộ em miễn ship luôn. Hello Hiếu, trộ mã xanh Cuba là mấy chị quá trời đẹp đi. 130 một bộ nha, hai bộ miễn phí ship đó mấy chị. Xanh dương giùm em, cái này em cũng có xe nhỏ, có xe nhỏ lại mặc liền cho mấy chị coi rồi, nó không có xe nhỏ. Xe nhỏ em hết trơn rồi. Giải rất là đẹp luôn. Em thì em mặc có số 1 thôi, còn cái này là em còn 3 4 5 6 nha mọi người. 3 4 5 6 130 một bộ. Hai bộ em miễn ship, xanh dương giùm em bông nhí nè. Đẹp lắm. Còn em chỉ còn ít. Chốt giùm em xanh dương 3 4 5 6. 130 một bộ nha mọi người. Hai bộ là ba này em miễn ship cho mình. Còn phải có xe nhỏ anh mặc cho mấy bà con, có xe nhỏ, có xe 2 mà khách lấy hết trơn rồi. Hai bộ miễn ship luôn. Trời ơi, nhiều bông đẹp lắm. Những cái điện không biết đó chị ơi. Đặt lại đi chị. Đây chốt giùm em mã này, mã xanh bơ nè. Ồ đẹp quá trời đẹp luôn đó chị. Hello, nhắn tin trả lời, nhắn tin Zalo không trả lời, qua Facebook. Chốt giùm em là xanh bơ nha, ống quần 25, lưng thun bản rồi, một túi nha các chị, 130 một bộ nha. Mọi người mẫu ngoại hả? Mọi người mẫu ngoại ha, bệnh rồi. Xanh cô ba số 6 cho Ngọc Yến Quỳnh, mẹ mặc cùng con được mà. Được không? Áo vú vô. Khoan, người mẫu ngoại đợi xíu, người mẫu ngoại mặc rồi, mốt mẹ ra mẹ bán cho con tiền đắt đó mẹ. Hả? Ừ, mẹ mặc số 3 đi. Có thấy gì đâu. Giận luôn. À, cái gì quên rồi. Sankoban số 6. Ok, con dốt cho cô Ngọc Yến Quỳnh. Đẹp lắm. Chưa thấy gọi nữa. Lại đi cơ. Chị bán rẻ cho, nhắn tin chị đi, qua bên kia đi. Nhắn chị qua bên kia đi. Trời ơi, cân này chị cho sức cũng được, có gì đâu. Để kêu người mẫu ngoại mặc cho. Người mẫu ngoại sáng giờ bệnh. Bệnh quá trời, bệnh từ điểm hôm giờ mà chị không hay về chổng. Chốt đơn giùm em nha, màu này là màu xanh bơ đẹp lắm. 130 một bộ rồi mấy chị, hai bộ em miễn ship cho. Em mắc bà ba này lâu rồi mấy chị ơi, để em kêu mẹ mặc cho. Tại vì cái này không có xe nhỏ. Xanh bơ số 6 cho cô Ngọc Yến. Cảm ơn cô. Đẹp lắm cô ơi, áo là trong lưới đó cô. Cô còn ít á. Còn có bốn mấy bộ là hết. Năm bộ đồ chắc hết hàng rồi mấy chị, nên không có gửi được mấy chị ơi. Chốt giùm em mã bơ nha. Áo là thun von lưới nha mấy chị. Quần là mang dao dễ rất là đẹp, được kiểm tra luôn. Đó, chốt đơn giùm em 130, hai bộ em miễn ship chung với chị nha. Chốt giùm em bơ, ống quần là 25 giùm em. Bơ nè. Chốt giùm em màu cam. 3, 4, 5, 6. Cam này cam tươi nha. Chỗ em người ta bán 180 hả? Đúng rồi. Hàng này á là hả? Xưởng chị làm ra giá nó mới mềm cho mấy chị được. Chứ bình thường là nếu mà bán cũng khoảng tầm 150. Chốt giùm em bộ này cam tươi nè. Đẹp quá trời. 130 mà còn miễn ship nữa mọi người. Xuất sắc không? Size em đang like là size 55-62kg. Để xíu kia mẹ mặc cho mọi người coi nha. Trời ơi sang quá mẹ. Quần lụa em hết rồi, có giác 1kg. Nè, ở đây này đứng tròn đó. Đứng hơ, trời đẹp. Nè, nè, có đôi bút không nè. Cái té nha. Còn ngoại mặc bộ đồ này là màu xanh bơ, xanh lá đó mấy chị. Hello chị ngoại kìa, chị giàu quá hả? Bà ngoại bệnh tưởng đâu đi rồi đây nè. Rồi chốt giùm em bộ bà ngoại mặc là màu xanh lá nha mọi người. Mẹ nhiêu ký mà? 55kg, mét rưỡi, mặc số 3 đó mấy chị, chắc phép giờ lại. Đây, bà ngoại mặc là xanh lá nha. Xanh lá mấy chị ơi. Đẹp quá mẫu ngoại rồi. Xanh lá giùm em nha, 130 bộ, hai bộ miễn ship nha mấy chị. Người đẹp chào, chào ngoại. Rồi 130 một bộ, quần là ống rộng 25. Có một túi quần nha mấy chị. Một túi quần lưng thun bản gời 130 giùm em xanh lá. Áo là thun von lưới đẹp lắm mấy chị. Áo rất là đẹp luôn, ngoại 55kg mét gửi nè, ngoại mặc số 3 nè.
đẹp không? Đó, và ngoại là cái cúc trên thì bự hơn cái giò đó. Chốt đơn giùm em nha. Cái nguyên set này em có size 3, 4, 5, 6, là từ 55 nè cho tới 75kg luôn. 75kg có size luôn nha. Chị nào lấy xanh lá, chốt xanh lá giùm em. Còn bộ này là bộ set này, set cam này. Set này đẹp nè. Con giống mẹ à? Giống không cô? Chốt em set cam. Cam tươi điện nước đầy đủ hả? Trời ơi, mẹ con người ta mà phải vậy chứ. Rồi, chốt đơn giùm em là màu cam tươi nha. Lại lại. Trung niên mặt bà ba. Hai mẹ đó đi nè. Trung niên mặt bà ba là hở chia vừa sang vừa lịch sự, đúng rồi. Đúng rồi đó cưng. Mặc cái đi đám đi tiệc đồ cũng sang nha. Cái kéo đó nó tức là nhìn cho nó. Đó. Lúc lú vàng màu ra cái mốt vàng vòng như reo hết một con nha. Đó, mình lên đây chứ mình khoe của thôi chứ buôn bán gì. Rồi, chốt đơn giùm em bộ này bộ xanh lá. Em có size 3, 4, 5, 6 luôn. 1, 2 em hết trơn rồi nên em không có mặc được nhờ ngoại mặc. Đây, mã này mã cam giùm em. Chị nào lấy, chị nào chốt xanh lá giùm em nha. 130 một bộ, hai bộ em miễn phí ship cho mọi người. Rất là đẹp luôn, vải rất là sang. Ứng, hãy hãy như mình ừ đó. Rồi, chốt đơn giùm em nha. Mã này mã cam, rồi thay bộ khác này ngoài. Muốn bộ nào không muốn nè, bộ này chưa có. Rồi chốt đơn giùm em là bộ này là bộ cam tươi nha mọi người, 130. Em mặc bà ba đủ màu, mấy người ở chợ khen vậy hả? Nói chung là mình điện nước đầy đủ rồi mình mặc đẹp lắm, cục vàng. Em có bộ này size số 3 nè, em còn có duy nhất bộ à. Bộ này phối với quần màu đen nè. Bộ này số 6 hết. Bộ này phối với bộ đen màu đen nha, 130 một bộ, hai bộ em miễn ship cho mấy chị nha mấy chị ơi. Rẻ mà đẹp lắm mọi người. Đây chốt giùm em mã này mã đen đỏ nha. Đen đỏ này em có size số 3 có bộ rồi. Size khác em hết rồi. Cái này khách sĩ lấy cái màu này không á là mấy chị biết nhiêu không? À, bộ có mặt. Bộ cô mặc là số 3 chị. Bộ mẹ em mặc là số 3. Bộ mẹ mặc là số 3, 130 bộ, 2 bộ, 260 em miễn ship. Ôi mẹ mặc bộ này cũng đẹp quá nè mẹ. Cái này em hết size bự rồi. Ối lộn, hết size nhỏ, còn 3, 4, 5, 6. Trời ơi, mẹ mặc màu vàng này đẹp quá à. Bộ này là đen đỏ, số 3 em còn có bộ này, 130, 2 bộ em miễn ship. Trời ơi mẹ mặc nè mấy chị ơi, 55kg mét gửi, level 3 cũng quá bá chí luôn. Đây chốt đơn giùm em màu vàng nghệ nha mọi người. Mẹ mặc là số 3, 55kg mét rưỡi. Đó mẹ đứng xa xa cho nó con cái quần nè, cái khép cái giò lại. Nhé nhé nụ vàng vòng cho lắc lấy theo vô nha, mẹ thường vàng mai lai phụ con nữa. Rồi 130 một bộ, 2 bộ, 260. Ừ, trời ơi sang chưa mấy chị. Hai bộ miễn ship luôn. Trời ơi đẹp quá, ngoại mặt số 3, ngoại 55kg mấy cửng nha. Xuất sắc luôn, chốt thì đây mọi người. Chốt cô vàng nghệ số 6 hả? Dạ để con con sợ không? Còn luôn. Đẹp hay cô Yến ơi. Vàng nghệ số 6 thì cô Ngọc Yến Quỳnh có đen đỏ số 3 nè. 130 bộ nha. Hai bộ là em miễn ship cho mọi người. Bà ba tầm ý. Hai màu tím với đen là cái gì chị? Bà ba tầm ý hết rồi chị ơi. Rồi. Dạ. Chà, cảm ơn Hiếu, cảm ơn chị Huy Gia nha. Mẹ hả? Mẹ là nhiêu tuổi hả? 58 tuổi. Đó, trời ơi đất nước ơi đẹp không? Trời quá trời người coi luôn rồi mẹ. Đó, người ta coi mẹ đó chứ không phải coi con đâu mẹ ơi. Vô mắm chiếc này rồi. Rồi, chốt đơn giùm em nha mấy chị, 130. Em có size 3, 4, 5, 6 nha. Hiện tại bây giờ em về chỉ có 100 mấy bộ thôi mà hết trơn, còn 40 mấy bộ mà bán đỏ đi vài bữa đi mấy chị, mới bộ mới về nhiều nha. Chốt em vàng nghệ rồi ngoại thay bộ khác dừng ngoại. À có mà là trên hai không nè. Này nè. Không mà bên mình đi nè, đẹp đó nè. Bà ba đẹp quá. À có bộ nào đẹp? Dạ chị chọn đi chị. Vậy hả? Ngang ngang mẹ em hả? 130 bộ hả mọi người. Cái mà
rồi. Em là chùm bà ba thì nào giờ mấy chị biết, mấy chị biết rồi, có mấy chị mới ở bên, có mấy chị mới bên Tết Tết chưa biết em á. Có mấy chị mới chưa biết chị chốt đi, chị chốt thêm đi, mẹ mặc số 3, mẹ mặc số 3 đó mọi người, 130 hai bộ miễn ship cho mấy chị làm quen. Thơ quần rất là đẹp luôn, màu này chốt giùm em là silver nha mọi người, silver nha. Cái quần ở ngoài nó cái màu nó, nó cái màu nó giống như màu rau má cho nó mọi người nha. 130 một bộ, hai bộ em miễn ship. Còn em nhân viên chốt đơn ngủ rồi cưng ơi, ổng thì đi mơ cũng ăn trúng cái gì cũng đau bụng. Chốt thì em là phân bơ nè, trời ơi mà ngoại mặc bộ này quá đẹp luôn rồi trời, bộ nào mà ngoại mặc cũng đẹp hết. Lại ngay cái ngoại lên. Rồi chốt đơn giùm em bộ này đen đỏ size số 3 nha. Em có đen đỏ số 3 không? Có đâu chị ơi. Ờ chốt giùm em bộ này chấm bi luôn đi mấy chị. Đẹp quá trời luôn. Có 130 bộ luôn nè. Nguyên set như dài áo kèm quần luôn. Ở ngoài á, cái quần nó đậm hơn trong hình xíu nha mọi người. Chốt em là chấm bi size 3456 là từ 55 cho tới 75kg, 55 tới 75kg nha. Nào lấy chốt em chấm bi nguyên set luôn. Đúng rồi, sang ha, áo thun lưới mấy chị, áo thun vô lưới mà sang mát mịn dễ chịu lắm. Nó mỏng nhưng mà không có thấy nội thất của mình đâu. Rất là sang luôn rồi. Chốt em chấm bi nè. Nào lấy chốt giùm em. Mã này đen đỏ, đen đỏ này em còn có số 3 thôi mọi người. Đen đỏ em còn có số 3, mấy chị bên Tết Tết bình luận giùm em đi. Nhắn 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 cho chắc cái lô đừng lên kênh vui đi. Không thấy ai nói gì hết. Chốt giùm em là chấm bi đi. Chấm bi em có từ 55 tới 75kg. 55 tới 75kg mọi người. Đẹp không? Có 130 bộ. Cái gì cưng? Đợi cái gì? Nhắn. Chốt giùm em cái bông này là bông sinh lý nha, 70kg mặt số 5. Đen đỏ số 3, em chốt cho cô 3. Nè. Rồi em chốt 70kg cho em chiều cao chưa? Dạ, mẹ em 55kg mét rưỡi nè. Mặt mẹ mặt số 3 á chị. Mẹ hai cái chân mẹ hơi nhỏ, phút trên mẹ to. Đẹp lắm. Em còn ít lắm mấy chị ơi. Quần lẻ bây giờ em chỉ còn quần màu trắng theo thôi chị. Quần cà, quần thun, bây giờ em còn quần thun với quần lụa. Chị mặc số 3 có bông màu xanh không? Màu xanh nhất chị yêu ơi. Nè, em có xanh lá nè. Lấy hai bộ đi em miễn ship cho nè. Em có xanh lá nè thấy không? Quần màu xanh lá nè, đẹp lắm. Nè, lấy xanh lá thì chốt xanh lá giùm em nè. Rồi em có xanh dương đó. Có xanh dương nữa nè. Chị chỉ xanh nào. Có 130 bộ, hai bộ miễn ship nè, xanh dương nữa nè. Xanh dương này bông nhí nha, sang lắm. Đẹp không? Lấy bộ nào chốt em, 130. Hai bộ miễn ship. Bên tích đó. Trời ơi, bà ngoại mặc bộ này màu xanh lý nha mấy chị. Quần ống 25 nha. Xanh lý này cũng đẹp lắm nè. Như vậy hả? Rồi, màu xanh lý này chị nào lấy chốt em. Lý này có số 3 nè. Không biết có số 4 không nha mọi người. Có số 5, có số 6 nè. Những số 4 hết. Số 4 hết lý này nè. Chị lấy chốt lý giùm em. Chữ đó của cái app đó cưng ơi. App của nó đó. Chị nào lấy chốt giùm em nè. Xanh lý 356 nha. Xanh lý 356, 130 bộ, 2 bộ miễn ship luôn mấy chị. Đẹp không? Quá là đẹp. Dạ ok. Xanh lý số 5. Xanh lý số 5 em chốt cho Quý Thiện. Cảm ơn chị. Quý
với xanh bơ. Cảm ơn chị Quý Thiện nha. Xanh bơ, chị Ánh Hồng cho em số điện thoại. Xanh bơ cái bông này đúng không chị Quý Thiện ơi? Cái bông này đúng không chị? Bông này xanh bơ. Dạng 130, hai bộ miễn ship. Mẹ mặc xanh lý. Xanh lý số 5 Ánh Hồng ơi, xanh lý số 5 em hết rồi. Chị Ánh Hồng ơi, lý 5 em hết, số 5 còn có một đọc này nè chị đẹp. Lý 5 em hết rồi, lý cho bạn à, nhận bà ba màu. Cái nào chị, cái hàng nào chị Nam Nho ơi, hàng nào vậy chị đẹp? Mẹ mặc cho con bộ màu cam này mẹ. Mẹ lấy màu cam chưa mẹ? Đem vô nghe. Hả? Nói gì cũng nghe. Em có bộ cam tươi nè. Hết rồi chị ơi. Giờ còn 100 ngàn bốn áo thôi. Hàng thun mà. Chốt giùm em cam tươi. Cam tươi nha mấy chị. 130 hai bộ miễn ship. Cam tươi này em có 3, có 4. Cam tươi này không biết còn hàng không, hình như hết luôn rồi. Còn số 3 có 1 bộ rồi mấy chị ơi. Cam tươi nè. Hết rồi chị đẹp ơi. Em thấy cái màu vàng này đẹp quá mà mấy chị không thích hả? Màu vàng nãy hồi nãy. Màu vàng này màu ngoại có mặt là đẹp lắm. Vậy sao làm người mẫu được. Nè, màu vàng nghệ này đẹp lắm. Đẹp không? Vàng nghệ, có quần màu vàng nghệ nè. Em còn quần đùi, ở lộn bảy không? Em còn quần trắng xeo á. Chị thường lấy thì báo nha. Quần trắng xeo. Bộ 130, hai bộ miễn ship. Đây, cái quần màu vàng nha mấy chị, cái áo vậy nè. Vàng nghệ giùm em. Con lớn nhóc nãy giờ em thử hết rồi đó chị. Chốt đơn giùm em là vàng nghệ nè. Đó, vàng nghệ nè. Con lớn có xanh lý đó, hồi nãy em có đưa cho con màu xanh lý đó chị. Ngoại có mặt màu xanh lý đó. Bởi mặt là măng gồ 70.000, 60kg đủ lại. Chị lấy báo em chị Hồng. Chị Ánh Hồng ơi, hết hàng chị rồi. Bộ em mặc 70.000, măng gồ nha mấy chị. Cái gì vậy? Măng gồ. À, cái mẫu này con không có lấy số 1, lấy số 2 nè. Số 2 chị sĩ lấy trên. Bông này đẹp quá, khoái bông này ghê, có quần màu rau má nha. Quần màu xanh rau má đẹp lắm. Vàng nghệ nè. Chị lấy số 6 và số 5, 70kg mình cân như vậy chị. Lấy số 5 đi chị ơi. 70kg cao 1m57, 58 rồi mình mặc số 5 được chị. Số 6 rộng nha. Lấy số 5 ha. Xanh dương nè. Xanh dương đẹp ghê luôn nè. 130 nè. Nè. Mét 6 lấy số 5 đi chị. Nha, lấy số 6 là rộng. Chúc em xanh dương. Nguyên bộ xanh dương này đẹp nè chị Ánh Hồng ơi. 130 một bộ, hai bộ em miễn ship. Chốt giùm em là xanh dương nha. Xanh dương nha mọi người. Xanh dương số 3 em chốt cho chị Mười. Ok. À, số 3 em có. Em có mẫu bi nữa nè.
Bi này số 5 của chị Ánh Hồng em còn nè. Đẹp không? Bi này phối với cái quần màu vàng nghệ nha mọi người. Xin dương số 3 em chúc chị Kim Phượng Trần. 130 một bộ nha mọi người, hai bộ miễn phí. Mốt bà ba em bán miễn phí cho mấy chị mua. Chốt giùm em Bi nè. Cái trái này giống như trái ấy nữa mấy chị. Cái táo. Chốt em xin dương. Vàng. Bi vàng giùm em ha. 130 hai bộ miễn ship bi vàng, em có 3 có 4 nè. Có 5 có 6 luôn. Bi vàng. Thông cảm giùm em, cái này hết size nhỏ em muốn mặc được. Phải còn size nhỏ. Đây em mặc số 1. Còn size nhỏ lại mặc cho mấy chị coi đẹp lắm. Lại hết rồi. Hết size nhỏ rồi. 3, 4, 5, 6 nên em mặc không được. Đỏ đen hả? Đỏ đen em hết rồi chị ơi. Đỏ đen em hết số 3 rồi cực vàng. Đỏ đen hết số 3 rồi chị ơi. Chốt giùm em bộ này là bộ đen xanh nè. Đen xanh 3, 4, 5, 6 nha. Đen có quần là màu xanh đen xanh giùm em 3, 4, 5, 6. Đen xanh 3, 4, 5, 6. Đây là xanh lý. Xanh lý này có 3. Có 3, có 5 hay gì vậy? 3 với 6 xanh lý nè. Xanh lý sang quá mọi người ơi. 130 bộ nha mọi người. Trời ơi đẹp, sang quá. Xanh lý giùm em. Lấy bộ này đi chị Mười ơi, bộ này đẹp nè. Áo là thun lưới nha mấy chị. Xanh lý số 3 em chốt chị Mười. Xanh lý số 6, 75kg em có 1 bộ. Còn một bộ luôn. Xanh lý số 3. Số 5 hả? Số 5 đấy. Số 5 hết rồi chị Trinh Kiều ơi. Số 5 xanh lý em hết. Em còn xanh lý số 6 rồi. Xanh lý 3 chị Kim Phương Trần luôn. Xanh lý 5 em hết rồi một vàng. Ok, cảm ơn chị. Chốt giùm em mã này, mã xanh bơ đi. Xanh bơ. À mẹ em 64kg 1m6 hả? 64kg 1m6 phải mặc số 4 mới được cưng. Số 3 không vừa. Rồi, lý 6 cho Trinh Kiều. Mặc số 4 mới được cưng đây. Dương chị đổi lên số 4 nha. Chứ là lý 4 chị hết. Cái màu này chị còn này, màu bơ này chị còn số 4. 130 bộ. Bơ này em còn số 4 nè. Hai bộ miễn ship. Bơ 4 chốt đơn giùm em nè. Nào lấy bám nha. Bơ này có số 3. Bơ này hết số 6 rồi. Em đổi bộ sinh lý thì nằm số 3 được, cái màu xanh dương nhìn đổi lên số 4 được nha cưng. Chứ lý đổi lên số 4 chị hết. Vậy hả, bộ trước lấy số 3. Vậy đổi cho cưng bộ xanh dương số 3 nha. Sinh lý thì vẫn nằm, ổ lộn xanh dương lên số 4, còn sinh lý nằm số 3 nha. Dạ 130 một bộ, hai bộ miễn ship.
Đỏ cho Tương Dương lên 4 nè. Còn cái Lý thì giữ số 3 nha chị. Tại Lý 4 chị đổi lên hết. 130 một bộ, 2 bộ miễn ship. Quần bây giờ muốn lên quần gì? Muốn lên quần gì thì em nói vậy rồi đó. Muốn thì em lấy cho chị. Chứ không gì đâu phải lên. Cái này mẫu này xanh lá. Xanh lá bông nhí nguyên bộ quần ống 25 giùm em ha, ống rộng 25. 130 2 bộ em miễn ship cho mình nha mấy chị yêu ơi. Chốt giùm em đi. Xanh lá này em có số 3 nè. Số 5 nè. Không biết số 4 còn không. Quần thì mua nhiêu em bán nhiêu chứ lên gì. Bán định nào giờ có nhiêu đó mà. Quá quen rồi. Quần lửng nó rộng chứ em không có mọi người. Màu cam. Cam này màu thứ 3 duy nhất có một bộ. Cam tươi. Cam tươi duy nhất có một bộ một luôn mọi người. Nè, hốt giùm em bộ này không đi, trộn nhã đẹp lắm. Chốt giùm em cam 130 bộ. Còn có mấy chục bộ mà mọi người ơi. Bán ra giờ mười mấy bộ rồi. Em lên ra giờ mười mấy bộ rồi. Chốt giùm em cam. Cam tươi số 3 ha. 55-62 kg. Một bộ duy nhất. Hương Nguyễn Thanh Dương số 3 với nhà vệ số 3. Ok, cảm ơn chị. Vàng nghệ số 3. Cam không có chị ơi, cam em có bộ số 3 hả? Cam không có số 5. Tinh Kiều ơi, cam không có số 5. Số 5 còn xanh lá nè. Bốn kg mét 65 quần số 2 nhưng mà có quần size ngắn, không có dài. Cao tới mét 65 rồi đi mai đi cưng. Áo quần không có dài theo cái chiều dài chân được tại cao quá. Chốt giùm em là xanh lá số 5 là chị Trinh Kiều ơi. Cam đó em hết rồi. Xanh lá số 5, số 5 còn như đó, kính bi. Quần lụa hình như em còn số 1 hay vậy chị? Chết cha rồi. Xanh lá số 5 em chốt chị Diễm Sương 130 bộ. Quên nữa. Chị kia chứ kêu lấy 10 cái quần đóng chung mà giờ đóng có năm mấy bộ không mà quên rồi. Xanh lá đây em có số 6 luôn mọi người, có số 6, số 3 luôn. Số 5 em còn bộ màu à. Màu xanh đen nè mấy chị. Có với cái quần. Có quần là màu xanh mà là màu xanh này hơi tươi. Đen giùm em, xanh đen giùm em số 5 nè. 3, 4, 5, 6. Đây. Chốt giùm em nha. Xanh tươi giùm em. 3, 4, 5, 6, 130, 2 bộ miễn ship. Số 5 em còn xanh dương. Còn xanh dương này chị Diễm xưa với chấm bi ha. 65-70 kg. Nè, em còn xanh dương. Xanh tươi chị Diễm xưa chứ nào. Xanh dương chị Diễm xưa số 5. Xanh dương này số 3 hình như hết luôn rồi. Dương này đẹp lắm. Với em có chấm bi nè. Chấm bi này em còn 3, 4, 5, 6 luôn mấy chị. Đẹp ghê không? Xuất sắc không mấy chị? Nè. Chốt giùm em là vàng chấm bi. Đẹp quá, rất là say luôn. Áo thun lưới nha, thun von lưới. Quần là thun la dông dày dặn lắm. 130, 2 bộ miễn ship. Vàng chấm bi giùm em 3, 4, 5, 6. Mặc bộ này lên rất là say. Đi chùa là cái nào này là hết ý đi nha. Quần mấy chị lấy cái gì?
lấy thêm bộ vàng đó nữa đi chị Diễm Xưa, bộ vàng nó đẹp lắm á. Nè mẹ, mẹ lấy quần ra một con nè, mẹ lấy quần trắng lên một con. Hả? Cái tóc kiểu mai hỏi gì chưa? Quần thông á. Quần thun là nãy giờ mấy chị nào hỏi, chị nào hỏi quần thun nè, quần thun trắng em sale cho mấy chị, cái quần này là sale mấy chị 30.000 cái. Quần này sale cho mấy chị 30.000 cái, em còn màu trắng thun thôi, còn đủ xay luôn á mấy chị, còn đủ xay luôn, 30.000 cái. Quần thun nha, quần lụa, mẹ lấy quần lụa ra một con nè. Sao còn cái gì cái gì? Trắng tinh nha mấy chị nha, quần này trắng tinh giùm em 30.000 cái, size từ 1 tới 5. 40 tới 45 cho tới 70 chứ. Quần lụa số 1 em còn nè. Đúng rồi. Quần lụa số 1 còn trắng với kem. Trắng với đen. Nào lấy quần trắng chốt giùm em nè, 30.000 cái. Quần này dày dặn rất là đẹp. Quần này dày dặn đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Trắng 30.000 cái, hai quần trắng số 5 rồi nè. Ba chục ngàn cái quần. Kêu anh Tùng ra đây mẹ ơi. Làm rất là mệt. Có số 5 không? Rồi đem ra đây. Diễn Xưa hai quần trắng số 5. Rồi 30.000 cái quần này giùm em nha. Quần này dày dặn đẹp lắm. Chị Trinh Kiều một cái quần trắng số 5. Quần cắn này em còn đủ xay luôn, thun bản rồi nha mọi người. Hai quần thun số 5 chị Phạm Phượng. Cái này nếu mà bán bình thường là mai mốt em sẽ bán về giá là 70 nha mấy chị ơi. Quần trắng thun cô ơi. Quần trắng thun 30, thun lai dâm á cô. Quần trắng đủ xay giùm em 1 tới 5. Thun rất là dày và đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp lắm nha. Quần này hiện tại đang bán là khoảng 60.000 cái. Em bán cho mấy chị 30, em còn ít nha. Xem cho mấy chị 4 cái quần trắng số 3. Chị Thanh Thi đây số 3 nè. Thấy không 4 cái. Không em có quần trắng nè. Không có quần màu đen cô ơi, quần màu đen dài tuổi mới về, mà màu đen về là sẽ giá khác. Màu đen về là sẽ giá 60-70 ngàn lận. Tại vì cái hàng này đáng lý con không có sale đâu. Tại con đang cần tiền làm công việc nên con mới sale thôi. Quần trắng số 4 chị lấy mấy cái. Bọn em đang bận là 56kg đó chị, có 70 ngàn à. Bọn em đang bận là 60kg đổ lại. Biroma lụa mango đẹp lắm. Chúc em là sọc cam. Quần trắng chị nào lấy chúc em. Quần trắng cái số 3 cho Phương Trần với cái số 4. Ok, quần vàng. Quần trắng này ở ngoài bán 60 lắm chị ơi. Số 4 thôi. Ok. Một cái số 4 màu trắng cho chị Yến. Sọc cam đang mặc. Sọc cam đang mặc chốt chị Phạm Phụ. 70 ngàn mang gồm, không có giá này mà 70 đâu mấy chị.
Khi nào lấy quần trắng nó báo em luôn nha. Nào lấy quần trắng báo luôn, bọn anh đang mặc là 70, lụa măng gò là 1. Mua con bộ như tim hồng đó nè. Đây, bộ này chốt giùm em là bộ tim hồng 60kg đổ lại, 56kg mặc rất là đẹp. Giá 70 nha. Chốt giùm em là tim hồng. Tim hồng 70. Hai quần trắng số 2 cho bé Sóc Lam. Trời ơi chị, lâu quá gặp chị vậy. Mấy chị mua đơn hàng nhiều quá mấy chị. Em nói chị nghe nè, là bên shipper người ta cân, chị kêu nói gì ta, cân ký người ta lấy tiền chứ em không có lấy đâu nha mấy chị. Giao tới mấy bà dựng ngược, mấy bà có mấy chục ngàn ship mấy bà cũng không nhận nữa nha. Tim hồng thì chị Phạm Phượng với chị Yến. Đúng rồi đó ngoài. Rẻ lắm mấy chị ơi. Em sale em gom tiền em nhập hàng bà ba về á. Ổng có số 4 chị, cái này phi xay nha. 60kg đổ lại, 62kg cao cao là vừa nha chị. Này không có xay á chị. Tim hồng à, lấy cho con bộ vàng đi nè. Bộ vàng, bộ vàng ở dưới lật lên. Đúng rồi, 70.000. Giải đẹp lắm chơi mà rẻ. Em nhập vô là 70 rồi. Chốt em vàng. Vàng này ngoài đậm nha. Vàng giùm em 70. Phi xay 60-62kg đô lại măng gồ loại 1. Chốt giùm em vàng. Đẹp quá trời luôn, mặt rất là mát. Em giờ ở nhà em mặc vậy thôi mấy chị. Hết có mặt đồ thun mà ba đầu bộ thun đo hết trơn rồi mấy chị ơi. Đánh cái cặp ra nữa con đi làm kia không thấy. Thấy rồi. Chốt em vàng 70.000. Cái này tay vàng. Bà ba màu hả? Có bà ba ba phối đăng ở trên, đăng ở trên bãi trên rồi á lên trời. Chốt giùm em là vàng. Vàng đi mấy chị. Rồi, để đưa con cái bộ. Dạ đúng rồi. Em đang đúng rồi. Em đang build chị mà build chiếc này bông nhiều lắm. Rất là đẹp da luôn, khỏe, build ra khỏe lắm. Chốt em bộ này màu hồng. 60kg đổ về 70. Măng gồ xịn sò luôn. Hồng giùm em. Quần là hai túi khỏi phải bàn rồi ha. 70.000. Có tay dài luôn, xíu lên tay dài cho mấy chị coi. Chốt em hồng. Hồng tay ngắn. Những cái này khó cắt lại nữa. Bông dày lắm chị, bông mảng bự 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 nhưng mà điều đó thôi, nó không có, nói chung là đương nhiên cái bông da thì nó sẽ đỏ sẽ lát mấy chị rồi, nhưng mà nó sẽ không có làm bông ra, nó không có yếu da, nó không có đỏ, không có mỏng da, nó rất là ok luôn, nhưng mà giá thì hơi chát xíu. Tay ngắn còn nè, hết luôn rồi hả? Dạ mấy chị ơi, tay ngắn em hết bông rồi, qua tay dài đi. Tay dài em có hồng nè. Tay dài bán mấy chị 70 luôn. 60kg đâu vậy? Em hồi nãy trước khi lo em bôi bớt rồi. Em rửa bớt rồi đấy. Chứ rồi em để nguyên nó còn dày lên. Chốt giùm em hồng 60-62kg đâu lại 70. À, hai cái quần trắng số 5, một quần số 1. Cô Thu Cúc. Cái nữa. Số 5 nữa. Đi cái quần số 1. Bông ra khỏe da lắm, nhưng mà hồi lúc mà mình tho bông nám vô thì nó hơi nóng một chút xíu. Mình chịu nóng không được đó, thì có cái loại kem để cho mình bôi cho nó lên mịt, nó lạnh nó dịu da xuống. Da em là ngày thứ tư nè. Đặc biệt là để bông tự nhiên không khựng nha. Chúc em hồng tay dài nè. Có tay dài không? Đồ bộ có xanh đen không em, là cái gì chị? Không chị ơi, cái hàng này là màu tươi không à. Tay dài em có bộ này màu kem đẹp quá, 70.000. Đẹp không? Xuất sắc, rất là dễ thương. Kem tay dài 70 luôn. Bộ nè.
để dành mặc ủ kem mấy bà. Em lúc dài là dữ lắm, em mặc ủ kem dữ lắm luôn. Chốt giùm em là màu kem 4 màu trắng số 1 vậy Thanh Phi Lê. Nắng chân sâu hết. Nhưng mà cô là cô phải kiên trì nha, không có theo lựa trình của con cũng hết được, đảm bảo luôn. Nếu mà nắng chân sâu là phải chấm tàn nhang trước, chấm trước xong rồi bắt đầu khô cái mài lại, xong rồi bông nám vô là nó bật gốc lên luôn. Nói chung là loại này á nó hơi tốn tiền nhưng mà nó xài rất là ok. Thanh Thi Lê cọt lên con nè. Nắng chân sâu thấy mấy công ty thấy người ta trị hết nè, hay lắm. Chốt đơn giùm em nhưng mà phải chấm tàn nhang trước, chấm cho nó mất nó vô cái gốc tàn nhang đó, ở gốc nám của mình, xong rồi lợi nó khô lên 4-5 ngày xong rồi mình nó xài cái bông da con được. Chốt giùm em mã này mã kem dễ thương quá trời luôn, không lấy nè, không lấy tôi lấy cho mặt này à. Không lấy là tôi lấy cho mặt đó. Của con là không có chấm, tại vì của con là nó không có nặng lắm, nó chỉ mới chuẩn bị thôi, nó mới chuẩn bị vô lên nám nhiều thôi, có tàn nhang nhưng mà con không có chấm. Chốt giùm em mã này mã xanh 60kg đổ lại 70.000. Nó chỉ kiên trì mới được và phải tin tưởng vào cái người mà điều trị da cho mình đó thì nó mới ok được. Da em thật sự nay bong rất là nhiều, nhưng mà bong mà không gỡ nha, gỡ sẽ bị thâm, gỡ cái da mình sẽ bị nhiễm sắc tố, cứ để bình thường. Nó bong, ví dụ nó bong á thì mình chỗ nào nó bong ra đúng không, chỗ nào bong ra rồi cái da nó rất là khỏe, chỗ nào mà bạn chị bong da ra rồi cái da rất là khỏe luôn, chứ không phải bong da rồi đến sẽ mỏng nó đỏ rát da giống như mình lột cho tay cho chân đâu, không có. Cái loại này á nó vừa bong nám mà nó vừa dưỡng cho mình luôn, tại vì không mình để cái da của mình nó bong tự nhiên đi, nó bong tới đâu là cái phần cái lớp da mà nó đã bong rồi nó nuôi dưỡng lại luôn, nó không có bị đỏ, không có bị ửng da lên đó. Cũng như là mình nhìn vô mình không có biết nữa đó là da non, giống như con nè, mấy chỗ này bong hết rồi nhìn đâu thấy gì đâu. Có chỗ này là hôm qua em gỡ, trời ơi nó đỏ nó rát, không biết mình gỡ. Chúc em bộ xăng này em bán cho chơi mấy chị thôi chứ cái hàng này nói chung là nó hơi tốn kém. Nó loại kem này nè. Hai cái quần trắng số 2 cho Kim Phương Trần. Chị lấy mấy cái chị bé Thúc Lâm ơi. Em có thông tâm lạnh nên chị lấy bán không? Thông tâm lạnh đẹp lắm luôn quá trời. Bán có 70.000 bán vốn cho bà luôn. Quần trắng 30.000 cái chị lễ gì em nha. Đã lấy cho con cặp thông tâm lạnh nè. Cặp màu thông tâm lạnh đẹp, nhức nách luôn. Về bán 120 cũng được thiệt. Là giải nó đẹp mà nó đang thịnh nè. Không, ở dưới cái chân đó nè. Không, bên này. Không phải, ở trong á. Đúng rồi, mấy bộ đó đó. Chị lấy mấy cái quần báo em chọn luôn chị ơi. Trung tâm lạnh sale mấy chị 70.000 vốn. Có lời em sợ. Cái này nó có một thay một rồi nha. Từ 55 đến 65kg nha mấy chị. Lên áo lẻ hả? Áo lẻ vậy không lên được. À, chị Trinh Kiều khác màu bộ trước. Trinh Kiều lấy số 5. À, xanh lý rồi. Ok, một quần trắng số 1, quần trắng số 3 chị bé Sóc Lâm đi mẹ. À, chị lấy số 6 ha, chị Trinh Kiều ơi, lấy số 6 nha. Lấy số 6 và số 5. Thung tâm lạnh mấy chị mặc lần rồi liền luôn, thoải quá nè.
Trời ơi, bộ này nó sang, bộ này khoảng 55, 57kg đổ lại. Sang lắm mấy chị, 70.000. Thun tâm là nó có thập xuống như này nhưng mà vải dày đẹp nha. Ok, lấy số 5 đi, số 5 còn bộ nào không? Chốt giùm em bộ vàng này khoảng 60kg đổ lại, 70.000 thun tâm lạnh nha mấy chị. Size này cái kiểu này là thơm hơi nhỏ. À 60 thôi. 60 kg đổ lại là vừa. Đẹp lắm, trời ơi. Xuất sắc như là ô là mua mặt đi. Không có giá này nữa đâu, giải rất là đẹp luôn. Thôi nào, ok lấy chị bộ đi về rồi nha. Bỏ bà con đi nha. Dạ bà ba 130.000 hai bộ miễn ship. Mà em còn ít lắm chị. Chị tạm thời muốn chị mua số mấy, số 6 hay gì? Số 6 thì chị qua bên kia nhắn cho em đi rồi em gửi cái màu qua, tại em còn mấy bộ thôi biết chưa? Còn mười mấy 20 bộ gì nè. Nè bộ đen nè. Bộ đen này 55 đến 65kg nè mấy chị, thun tâm nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy bà mua lụa mango lỡ không? Bộ giả váy ống rộng hộp dâm không có chị, em có mango lỡ. Có mango lỡ chị không? Giả váy bây giờ hết may rồi chị. Qua đợt rồi. Và ba lưới số 2 em sạch trơn luôn rồi chị Bảo Phạm, không còn bộ nào hết. Số 2 em về khách xử lý hết trơn rồi chị. Đợi em gắn, đợi em vài bữa nó đi, ngày mai ngày mốt báo lẻ về. Chốt mã đen chị Lâm Nguyễn. Giả váy mai mốt em mai lại. Hiện tại bây giờ là chưa. Bảy chục ngàn. Giả váy ống rộng một dâm. Chốt em bộ này bộ nâu nè. 55 đến 65kg. Thun tâm lạnh nha. Chị qua chơi không? Chị qua chị chơi không? Thằng công nè bạn. À đừng lấy bi hả? Dạ rồi ok, màu khác số 6. Đổi cái bộ bi này cho chị Trinh Kiều nè. Lấy màu à, em lấy xanh lá cho chị nha. Xanh lá nha. Rồi, chị nào lấy bộ này 55 đến 65kg chốt em beo nâu. 70.000. 55 đến 65kg. 60 là ở lộn 70.000. Cái bự nha, thân tâm đẹp lắm. Chị nhắc giả váy em mới nhớ nha ta. Giả váy em mới nhớ để em kêu lên vài mẫu rồi. Lên vài mẫu giả váy bán mà vẫy thun lưới. Quần này quần ống mơm, đồ bộ quần ống mơm, cục vàng. Beo nâu chị sơn tiền. Đẹp lắm, có 70.000 chị mua mặt đi, tìm nó không có đâu. Với lại lâu lâu mình mới có được cái size bự á. Giả váy mà mai cái phải áo thun lưới. Rồi, lúc này là ba thun lưới rồi đẹp. Mẹ lấy con cặp nữa nè. Đâu? Đúng rồi. 55 đến 65kg chốt em mã tim xanh. Tim xanh giùm em nha mọi người. Tim xanh giùm em nha, nửa hộp chưa bê đâu mày cũng giữ á. Quần này đồ bổ là ống hôm cục vàng ơi. 55 đến 65kg 70. Ờ 70.000 rồi mấy chị mua được bộ đồ em nói thiệt á. Giá quá hời cho mấy bà luôn, còn nữ nữa. Thật sự luôn. Mấy chị thấy giờ tiền mai không 70-80 rồi. Tính đâu tới tiền giải nữa mấy chị. Mà giải này giải mắc nữa, không phải giải rẻ nữa. Chốt em là lá đen. 55 đến 65kg lá đen. Lá đen nha. 55 đến 65kg. Quần là 2 túi giùm em. Bộ này đẹp nè chị Sơn Tuyền ơi. Bộ này mặc cái ngực rất là đẹp, không có hở ngực đâu chị. 55 đến 65. Lá đen 70.000 bộ quần. À gì, thun tâm lạnh.
chị chưa là cái gì? Tiết Quỳnh em thấy quen quen. Có ai gọi điện cho chị chưa? Lá đen chị Lâm Nguyễn. Mà này đang riêng tập hay tập cái con lại thôi, cái lá đen còn không mà. Con tập hay tập nó còn không? Dạ em còn thì chỉ thôi chị. Thấy này không? Đúng rồi. Em còn thì chị Quỳnh. Phải thêm tập nữa. Chưa gọi là đâu có đơn. Không phải rồi. Không có rồi. Để đi. Em mới còn thêm còn không ta? Khoan chị Thanh Thi Lê để em coi lá đen còn không nha chị. Không có luôn. Vậy là lá đen hết rồi chị Thanh Thi Lê ơi. Lá đen hết cho chị, chốt em bộ này bộ đen trắng. Ok, cô không ở thì để con gọi cho cô xin sao ha. Cô ola cho cô sao. Chốt giùm em đen trắng. Ờ, cặp đó dám lắm á. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, lá đen chị Thanh Thi Lê có. Đen trắng thì chị Thanh Thi Lê còn 70.000, 55 đến 65 đến đẹp lắm. Đen trắng thì nó lấy chốt em luôn. 55 đến 65 tí 70.000 thôi. Thanh tăng lại. Này em có hai bộ nè, chốt em nâu. Ôi ô quá trời đẹp luôn mọi người. 70.000. Không được, không bằng tiền công mai. Mua đen không? Chốt em nâu. Năm mươi lăm đến sáu mươi lăm ký giải rất là đẹp. Nâu giùm em nha, có hai bộ 70. Xả hết nhập hàng khác về em tính nhập áo khoác bán cho mấy chị. Mà áo khoác này áo xịn chắc khoảng cỡ tầm cả trăm. Áo khoác đẹp lắm. Nào lấy chốt nâu giùm em đi, nâu đẹp đó. Nâu màu đen lắm là. Năm mươi lăm đến sáu mươi lăm. Ok cô, thấy số điện thoại. Thấy alo rồi. Chốt giùm em bi 55 đến 65 kg. Thun tâm nha mấy chị. Thun tâm. Rất là đẹp. Hàng này giả đi cô. Đẹp lắm. Chốt em là bi 55 đến 65 kg. Trời ơi, giả nhìn có 70 ngàn là thấy giả nè. Rồi giả nè. Chính thiền là không mua mấy hàng. Ha, có mặt nó sang á. Chốt em giùm em là bi. Bi nè mặc lên người sang lắm. 70 mặn tô phở. Bi đi mấy bạn. Trời ơi. Chữ trắng giùm em phối nè, mẹ cô đen mẹ. Chữ phối giùm em nè. Mua đen không? 70.000, 55 đến 65 kg. 55 đến 65 kg đen. Đen nha mọi người. Còn một bộ nữa. Chữ khói với chị Lâm Nguyễn. Ok. Lâu lắm rồi mới thấy em á. Dạ. Bộ này cũng quá đẹp luôn. Chữ thiêu quá mọi người.
Chúc em mã này mày. Mã đen luôn đi mấy chị. Đẹp quá trời. 55 đến 65 kg mã đen. 70.000 thêm tâm. Đẹp lắm. Mã đen. Mã đen này em có 2 bộ nè. 55 đến 65. Thiệt em cầm bộ đồ mà em mê tích luôn. Mấy chị nhận đi, mấy chị thích lắm. Mốt qua mà em có bán ở thương lạnh mấy chị biết. Cái mặt giải mấy chị ủng hộ nha. Rồi. Chúc em mã đen. Đây em chúc chị Sơn tùy mặt rất là sang luôn. Em còn một bộ nữa. Dạ không, 45 kg đậm lắm chị. Chốt em mã xanh nè. Xuất sắc không? 55 tới 7 65 kg. Size to. Trời ơi, chị nào mặc size 3, size 4 này vô nha. Xanh này em có đúng bộ hết luôn. Mã xanh gì nè. Xanh một bộ hết luôn. Xanh em chốt chị Mai. 70 nha mấy chị, đẹp quá. Bộ bi nè, bi cam dùm em. 55 đến 65 kg. Trời ơi vải xuất sắc luôn các bạn ơi. Bi cam 55 đến 65 kg. 70.000 bộ, coi cái lưng nè. Nhìn thấy cái lưng quần mấy chị thấy uy tín chưa? Lưng quần biết đẹp rồi. Bi cam này em có 2 bộ. 55 đến 65 kg. Chữ này là thiêu mọi người. Bi cam 2 bộ, giải quá trời đẹp luôn. Giải rời vô mắt rồi luôn. Bộ này chiếc sang. Bộ trắng xăm này chiếc sang. Bộ trắng xăm này chứa lên người rất là sang luôn. Sang 55 đến 65 thôi. Trắng xanh 70.000 bộ. Bi ca mấy chị Lệ đặng em chốt. Giải đẹp lắm chơi, giải thương tâm đẹp lắm chơi. Rồi chốt giùm em. Bộ mã này mã đen trắng giùm em. 55 đến 65 kg. 70.000 thương tâm nha mấy chị, rất là sang. Mã đen trắng giùm em. Quần 2 túi nha, quần lưng rời 4 phân. Lưng rời 4 phân. Đen trắng. Đen trắng này em có được con hiện có bộ 1 á. Có bộ 1 nha mấy chị. Bộ màu da nè. Rồi bộ này cũng xem. 55 đến 65 kg màu da. Màu da giùm em nha. Size bự 55 đến 65 kg, 70. Này em còn có một bộ thôi. Đỏ khói. Ô, xuất sắc luôn. Chữ thêu 55 đến 65 kg, đỏ khói. Bộ này quá đẹp. Đỏ phối giùm em nha, 70.000. Còn mấy chị thấy đi bộ đồ 70 còn gì nói không mấy bạn. Rẻ quá rẻ đúng không? Chốt em đỏ phối nha. Một bộ duy nhất. 70.000 một bộ. 55 tới 65 kg. 70 kg là bự chị ơi, mà không vừa. 70 kg là không vừa nha chị. Nâu phối. Nâu phối giùm em quá trời đẹp. Đen trắng cho chị Lê Thuyền. Ok.
70.000 thôi mấy chị. Chốt giùm em là nâu phối nè, cái quần nè, lưng thun rời nè. Chốt giùm em là nâu phối nè. 55-65kg. Đẹp không? 70.000 không tâm. Không tâm lạnh nó mát rượi luôn. Nâu phối. Bộ này chốt giùm em mã này mã đen nè. 55-65kg. Nâu phối cho Tinh Phạm. Chốt em mã này mã đen. 55-65kg. 70.000. Mã đen nha. Mã đen đó mọi người. Đỏ phối cho chị Trinh Phạm. Ok. Đen cho Trinh Phạm. Rẻ lắm bà ơi. Giải rất là đẹp. Chốt giùm em vàng phối beo vàng. Đẹp không? 55-65kg. 70.000 một. Xuất sắc không mấy chị? Quá trời đẹp luôn. 70.000. Mấy bà chuyên mặc đồ bộ ở nhà thì mấy chị nào mình giải mấy chị biết liền. Beo vàng. Beo vàng cho Tinh Phạm. Tiếp. Chốt em bộ xanh lá. Xanh lá phối. 55-65kg. Quá xuất sắc. Quá rẻ. 70.000. Còn có mấy bộ bà chị ơi? Dạ không. Bà chị mua tả này không miễn ship. Tại 70.000 em không có lời ngày nào. Xin lá cho Mai Tuyết cho em số alo. Còn có mấy bộ bà thuê chị ơi? Hết hàng rồi. Cho em cuối alo chị. Chốt em bộ này bộ kem 55-65. 55-65kg. 70. Chốt em là cam đốc. Cam đốc nha. Chữ này thiêu mọi người. Rồi 70.000 bộ chứ. Chị nghĩ em lợi nhiêu. Ông nội lá bò lò này nhập 50. Không có lời ngày nào hết bà. Cam đốc chị Phan Mỹ Hạnh. Bây giờ lại hết hàng này luôn chưa nè? Hết hàng trăm này luôn chưa? Cam đất hết rồi mấy chị. Có bộ rồi. Cam đất cho chị Mai Mai. Hết rồi, có hai bộ rồi mấy chị ơi. Cam đất em có hai bộ này nha, 70. Em có bộ xanh này, bộ xanh này em còn bộ nè. Xanh giùm em. 55-65kg.
70 ngàn, 55 đến 65 kg. Còn hai bộ này. Ống quần ôm, ống ôm mấy chị đồ bộ mà. Đồ bộ mặc nhà ống ôm giùm em. Chốt giùm em là nâu, nâu phối. Xanh chị Lê Thuyền. Nâu phối giùm em có hai bộ 55 đến 65 70 mấy chị mua mặc đi liền luôn. Muốn tìm em không ra. Nâu phối chốt bé 65. Muốn tìm em mua tâm này cũng ra nữa, tại vì lâu lâu nó có một lô lò nó sale mấy chị. Nâu phối cho chị Nhân Mỹ tiếp vậy nè. Hết nâu phối nha mọi người. 70. Chốt dùm em bộ này, bộ xanh chữ đẹp quá. 55 tới 65 kg. Màu đen. Một bộ duy nhất. 55 tới 65 kg xanh chữ, 70.000. Một bộ duy nhất đó mọi người. Bộ xanh này em còn bộ nè. Xanh hồi nãy em like còn bộ nè. Xanh chữ chị Phạm Phượng. Phạm Phương. Bộ vàng. Chết cha. Chạy lấy một con cục sạc hả mẹ? Con Hồng. Hồng ngủ con. Chốt em là vàng. Một bộ 55 tới 65 kg 70. Vàng, chốt giùm em vàng nha. Vàng với chị Phan Mỹ Hạnh. Em có một bộ vàng nè mọi người. Một bộ vàng nè mấy chị ơi, chốt chị Phan Mỹ Hạnh hết. Em có một bộ vàng thôi. Nhìn không? Nó tắt luôn. Chốt giùm em, vàng em hết, chốt giùm em bi. Lấy cho mẹ miếng nước uống ha. Chốt giùm em là bi. Bi này em có được hai bộ. Bộ bi này lên rất là sang luôn mọi người. Bi to to là mấy chị lên sang lắm ha. Bi em chốt cho Trinh Phạm. Bi em có hai bộ hay ba bộ gì á mấy chị ơi. 70.000 mua mặt đá luôn. Khỏi đi mai. Mai tiền công 70 rồi. Mai thành công ở đây 70. Lạ gì nó giờ em like quá trời, hỏi em sao em biết. Cái nào lạ với chị em không đâu biết được đâu. Chốt giùm em là đỏ phối nè. Hai bộ. Đỏ phối với mấy cục vàng. Em có hai bộ đỏ phối. 55 đến 65 kg 70. Đỏ phối thì chị bé xúc lâm em còn bộ nữa. Chị thích cái kiểu nào? Đỏ phối như Nhân Mỹ Tuyết gì nè. Ok. Đây phải không? Chị bờ chú gọi mẹ kìa. Giờ tới. Lá đen. Lá đen mẫu này mặc rất là đẹp nha. Lá đen chốt đơn giùm em 55 đến 65 kg. Em có được hai bộ nữa hết rồi. Lá đen. Quần hai túi nha. Vậy hả?
kiểu khác luôn này hết rồi chị ơi. Cái này hàng cũ quá chị, hàng cũ lại chị. Thùng này chưa có, thùng này đẹp hả chị Lâm Nguyễn? Đẹp ha. Lá đen nhân bị tiết hả? Mẹ mua hả? Ở đây không có bán không kinh. Trời ơi bộ này đẹp quá mấy chị ơi, chốt em bộ này màu da đi mấy chị. Bộ này chắc có ai xả hay gì nè, đẹp quá. Đẹp xuất sắc, mát nữa hả? Dạ đúng rồi, mát lắm luôn. Mà cái hàng này ngặt cái nó không có xay, không có phi xay gì nè. Chốt em bộ này bộ da có 1 bộ một à. Bộ độ ngắn là đòn gì chị? Em có măng gồ lỡ, măng gồ lỡ qua đầu gối. Da cho chị bé Sóc Lâm có 1 bộ một hết. Da em có 1 bộ mấy cục vàng ơi. Da em có 1 bộ mà mấy chị hết. Chốt em bộ xanh tim này đi, đẹp quá. Xuất sắc không? Tim xanh. Tim xanh nha mấy chị. Nè. Đẹp quá. 55 tới 65 kg. Cái này em có được 2 bộ, 3 bộ vậy nè. Ba chị chốt là đủ. Chị thấy khách nhận hàng rồi khen không? Mát nữa. Dạ đẹp lắm. Tim xanh giùm em đi. Ba bộ ba chị hết luôn cho rồi. Chốt em mã chữ đen nè. 2 bộ. 55 tới 65. Ôi bộ này đẹp rồi mà. Bông nè. Xuất sắc ha. Chữ đen. Bộ này mặc sang có 2 bộ à. 3 năm mặc đồ em hả? Cảm ơn chị. Chữ đen có 2 bộ nha. Chữ đen cho chị Mỹ Tuyết với chị Mai Tuyết là hết. Có bộ tim đen. Bộ em bận còn chị. Bộ em bận có 70 ngàn là mang gồ 60 kg đổ lại chị Thúy Âm này. Chốt thì em tim đen 55 đến 65 kg. Tim đen là như có 1 bộ một. Tim đen chốt chị Lâm Nguyễn. À, em có bông này, ta ngắn mình còn cái này. Còn được mấy bông hả chị? Chốt giùm em là vàng phối 55 đến 65. 55 đến 65 tí nè. Đẹp quá à. Vàng phối. Vàng phối giùm em nha. Bộ xăm này em còn bộ nè. 62 kg lại. Vàng phối bé Sóc Lâm. Chốt em xanh dương nè. Có cái bông bên này nè mấy chị. Vàng phối em hết rồi, có 1 bộ rồi. À còn vàng bò chốt chị Phạm Phương. Chốt em mã xanh 62 chiếc vơi đầu. Đẹp lắm. Rất là sang.
mã xanh. Chúc em bộ này là bộ quả tiết nè, sơn thủy đi, 55-65, bộ này kiểu mặc lên rất là sang nha mọi người. Mẹ bộ này mặc lên sang nè ha. Chúc em sơn thủy có hai bộ bông này em lạ. Chị nào lấy không? Bán 70 cho mango lỡ. Mango lỡ có xay tới 70kg luôn. Mùa này nóng quá mặt mango luôn mấy chị. Em xuống hoa nha.